Sáng 10 tháng 10, Công an phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng bàn giao vụ phóng hỏa đốt nhà chủ quán nhậu vì đuổi khách và phục thù ga mê thủ nhậu cho Công an quận thụ lý theo thẩm quyền. Trước đó, khoảng 22 giờ 30 phút khuya 7:10, anh Huỳnh Văn Minh 1983, trú 388/33 Trần Cao Dân, phường Xuân Hà, vừa đóng cửa, định đi ngủ thì phát hiện có người phóng xe máy đến trước nhà và tạt chất lỏng vào bên trong nhà anh. Nghi có người làm chuyện bất minh nghi phóng hỏa, anh Minh tông cửa ra ngoài tri hô, khiến người này chưa kịp hành động, bỏ xe lại chạy bộ. Anh Minh đuổi theo, cùng lúc này, tổ tuần tra đêm khu vực vô tình đi ngang qua tóm gặp gỡ đã khống chế nghi phạm Nguyễn Thanh Sơn 1985, trú 368/10 Trần Cao Dân, phường Xuân Hà, thu giữ thân nghi nhựa loại 1,5 lít, bên trong còn một ít xăng thừa, số xăng còn lại đã tưới khắp trước nhà anh Minh. Anh Minh nhận ra Sơn chính là hàng thôn cũ của anh nhưng đã bán nhà đi nơi khác. Trước khi tưới xăng định phóng hỏa, ngay trong đêm 7 tháng 10, Sơn có nhậu ở quán anh Minh nhưng do nhậu muộn, anh Minh đã nói Sơn ra về để đóng cửa. Tại cơ quan công an, Sơn khai nhận, tối 7 tháng 10, Sơn nhậu với ga mê thủ là Nguyễn Bá Nghĩa 1981, trú phường Xuân Hà, tại quán anh Minh và xảy ra mâu thuẫn với Nghĩa nên Sơn, Nghĩa tấn công nhau. Sau khi can ngăn, anh Minh lấy lý do đóng cửa quán sớm để khuyên Sơn ra về. Bực tức, cho rằng chủ quán nhậu đuổi khách và muốn phục thù ga mê thủ nhậu, nên Sơn đã ghé chợ Tâm Thuận mua thân nghi xăng 1,5 lít đi phóng hỏa đốt nhà anh Nghĩa. Tuy nhiên khi đến nơi, Sơn thấy thân phụ mẹ ga mê thủ nhậu đang ngồi trước nhà nên Sơn không dám phóng hỏa. Vẫn thấy ứng trong lòng, Sơn quyết định đi đốt nhà chủ quán nhậu vì dám đuổi khách cho bỏ ghét.